Thở không đúng cách khi vận động, luyện tập có thể dẫn tới đột tử. Đột tử do vận động là vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt đối với các vận động viên thi đấu chuyên nghiệp, thường xuyên tập luyện với cường độ cao, rủi ro đột tử có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo một nghiên cứu nước ngoài báo cáo từ năm 2019, tổng kết 7 năm các chấn thương do thể thao tại Hoa Kỳ từ năm 2012 đến năm 2019. Nghiên cứu ghi nhận 295 trường hợp đột tử, trong đó có 69% do nguyên nhân tim mạch, 15% do chấn thương, 8% do nhiệt môi trường. Một vấn đề thường gặp là 3,5% do hen và co thắt đường dẫn khí, nghĩa là cứ 30 ca đột tử trong thể thao sẽ có 1 ca do nguyên nhân hô hấp. Bác sĩ Phan Vương Huy Đổng, Chủ tịch Liên chi hội Y học Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thể dục thể thao, thở có tính đặc thù tùy thuộc vào bộ môn tham gia thi đấu và cường độ thi đấu. Thở không đúng cách là thở bằng miệng, lúc này không khí hít vào, đặc biệt là môi trường ở khí lạnh, độ ẩm khô, mà không khí còn cho trao đổi oxy ở phế nang, phải đạt độ ẩm tốt và ấm. Trường hợp đường hô hấp thở bằng miệng, không khí lạnh tràn xuống, kết hợp với độ lạnh và độ ẩm thấp, gây kích ứng và khởi phát cơn hen cấp tính, điều này rất nguy hiểm. Như vậy, thở không đúng cách nghĩa là gây ra tình trạng thông khí và oxy không tốt. Thứ hai là khi thở trong chạy bộ, nếu cúi cổ gập cằm nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến đường thở, khả năng thông khí giảm sút. Hậu quả cuối cùng là lượng oxy đưa tới phế nang không tốt, dẫn đến việc tưới máu trong mô kém, hạn chế vận động thể thao. Ngoài ra, thở không đúng cách còn liên quan đến môi trường thở. Nếu thở trong môi trường quá lạnh hoặc quá nóng, độ ẩm quá cao, nhiều bụi, nếu ráng thở khi tập luyện trong môi trường như vậy sẽ gây ra nhiều rủi ro. Cụ thể, khi hít bụi nhiều có thể dẫn đến dị ứng, cơn kịch phát, khó thở, viêm phổi, viêm phế quản sau đó. Thở trong môi trường quá lạnh và quá nóng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường hô hấp, do đó phải thở đúng cách. Thở đúng cách là vấn đề đặc thù, nhưng theo khuynh hướng trong thể thao, được thống nhất thở làm sao cho lượng oxy hít vào và CO2 ép ra phải đạt được thể tích tối đa. Lưu ý vấn đề này sẽ tùy theo môn thể thao tham gia mà nhịp thở sẽ thay đổi. Ví dụ các môn thông thường như chạy bộ, chúng ta cố gắng hít vào bằng mũi, đưa hơi xuống bụng, thở bằng cơ hoành và hạ cơ hoành xuống, bụng phình lên, giữ một nhịp, sau đó thở ra từ từ bằng mũi hoặc miệng hay có thể thở cả hai. Đó là thở sinh lý nhịp thở giữ 3-2, nghĩa là hít vào trong 3 bước chạy và thở ra trong 2 bước chạy. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề lệch một bên và sự cân bằng của cơ hô hấp. Riêng đối với các vận động viên thi chạy ở giai đoạn nước rút hoặc nhanh hơn, thì nhịp thở sẽ là 2-1, hít vào 2 bước và thở ra 1 bước.